về đi, bọn em khuyến cáo phải lắp cái thiết bị này, vì thiết bị này nó rất là dở, vì lý do là nó chỉ tiện ít thôi, một thời gian làm xong hết pin hay là nó cục trặc mưa gió gì đấy, mưa bọn em có thể tiện lắp nó thấp hơn nhiều, chống cháy nồ này, cửa này, cửa cuốn này, đèn cửa này, an ninh camera này, đèn chiếu sáng rồi TV quạt máy, an toàn về sản phẩm mới mà bên cạnh đó là chương trình góp phần chung kết với phần quà tặng là cái sách DS 2020 trị giá 1.750.000 đồng. Tại gian hàng cơ sở của chúng tôi rất bất ngờ, tiếp mời những vị khách hàng đến giao phiếu cùng hơn. Thực sự ra M&M là giảm đối với những sản phẩm thông minh hiện nay trên thị trường. Thông minh hiện nay nhiều hai cái loại, một cái loại tích hợp hệ thống, tích hợp hệ thống tức là có nghĩa là một cái app nó điều hết hết toàn bộ này gọi là thông minh. Còn một cái loại nữa là gì có tiện ích, ví dụ như bây giờ Trung Quốc nó nhập về cái món này nó tầm khoảng 500 ngàn, nó điều khiển từ xa được, nhưng cái này nó cũng điều khiển được cái báo khác, đó là không phải là giải pháp tích hợp. Và nếu mà giải pháp tích hợp thì em giải thích thêm là nếu giải pháp tích hợp tất cả những hệ thống này mà nó cùng một cái app thì hiện nay giá của bên video là rẻ nhất, không có cái đơn vị nào rẻ hơn, đó là chắc chắn. Thì ba không gì đó ba cái giải pháp ấn quay đó thì đúng là thấy nó là gần một cái hổ của mình lắp thêm á, nó cũng chỉ khoảng hổ hai cái tấc á, nó cũng chỉ tầm 1.001.000 thôi, nhưng mà nó phải là ba cái là nó tặng thêm cái bộ điều khiển trung tâm nữa, bộ điều khiển trung tâm đó là xài sóng RF, đúng rồi, sóng RF là cái đó cái đó thì cái đó em không dám chế họ, nhưng mà em nói bên là tiền ít thì tiền ít thật, nhưng mà nó không có đảm bảo cho anh trong quá trình tiền lưu về sau. Có thể là anh chỉ cần dùng ngang tầng đó, nhưng mà sau khi anh muốn tích hợp thêm vài vấn đề nữa thì anh phải là tiếp tục, anh phải mua cái bộ khác để làm. Bên anh thì bên em nó tập trung, anh phải hiểu là nó phải tập trung rồi cái thiết bị đó nó có sửa chữa được hay không, anh có thể làm theo được yêu cầu của anh hay không. Còn bây giờ nhu cầu thì không có bằng thiết bị Trung Quốc, nó về còn rẻ hơn, thậm chí anh chỉ anh mua đồ Trung Quốc. Trong cái hội chợ đợt trước có một cái hội chợ gọi là ba cái thiết bị nhỏ lẻ là cứ làm một cái là một cái đâu tầm khoảng 150-200 ngàn, thậm chí cả những cái cây